Shop DK.net là shop chính thức của mình, mừng khai trương shop đang tặng miễn phí quay. Anh em lên shop để quay ngay chúng tới 2.000 kim cương. Ngoài ra shop có một vòng quay 1 đồng ưu đãi cho tất cả khách hàng. Anh em ơi lên ngay shop DK.net để ghi hàng nghìn kim cương hấp dẫn nha. Đặc biệt khi lên shop anh em chỉ cần điểm danh là nhận được code miễn phí nha. Xin chào những người anh em đến với kênh của mình là WC Day Khang anh em ơi. Thì quay trở lại những trận solo squad siêu kinh điển của mình nha anh em. Hôm nay mình sẽ nhảy khu gì mình không biết anh em, mà này dùng xanh khá là đông anh em ơi. Úi dồi, đang trước mặt người nè, cầm mà số 10 chơi luôn. Ui má, khùng xanh, ta cầm còn cầm thành con của mình, cầm mà số 10 sao chơi nào anh em. Bay bên phải người anh em, đâu cũng bắn mình nè. Nhảy ra chơi luôn, hiến sọt luôn nè, khẩu này không ta bắn nha. Như tăng một số thương tầm xa sao anh em à. Ra gạt luôn nha. Đâu mấy anh đi này cầm sao con cái sao nè. Ui có người đây là bên trái anh em ơi. Trời, hôm nay mình sẽ cầm khẩu súng sạc với 1 đi anh em ơi. Đây mình chạy đâu bạn ơi. Ui giời, ra đạn vào đầu không ơi trời. Đây cầm format chơi luôn nè anh em. Nghe tiếng chim trước mặt nè. Trời, format chơi luôn. Trời ơi quá gạt anh em ơi. Trời ơi mẹ. Vừa nhảy xuống cầm súng trường đi hết ba kill rồi, quá là thơm luôn. Mình mới lượm được cái súng sạc của anh đi kia anh em ạ. Đây một viên vô đầu nè, đẩy luôn nè, chơi không bạn ơi, đẩy lên luôn nè bạn ơi. Đây đâu, á đâu bể mũ rồi. Á đâu chân chơi đầu sừng. Hai thằng. Gớm vậy. Mình cầm súng ơi, một máu đẩy luôn anh em ơi. Chạy đang kêu. Ui, trời ơi căng quá. Ui ơi còn một viên, nó bắn một viên mình đai luôn anh em ạ. Ui chưa chết. Chạy. Đặt kêu vậy nha. Chạy vô. Còn kê bắn luôn một viên nè anh em. Đặt luôn rồi bắn à. Ra đây bạn ơi. Chạy vô nhà anh em ơi. Bây giờ mình kê góc bắn. Ô đây. Bắn nè, đặt kêu nè. Phục anh em ơi. Nó chạy vô. Bắn cái nè. Quay lại bắn anh em ơi. Gạt sạc nè. Tung. Ui trời ơi nóc hai luôn. Này thì ngược mình đó bạn. Hai bạn ngược quá non. Đầu sừng nè. Sừng chỉ là cái sừng thôi chứ không có gì hết. Quá là non. Trời ơi không có gì là khó hết. Mày ở còn thằng cuối anh em ơi. Mày. Đẩy luôn, cầm súng sạc còn chơi hết bến luôn, tới bến luôn. Súng sạc nè, ra đây bạn ơi. Này thì ra đây, lú ra bắn hả? Súng sạc dạ này nghe nói giảm sức mạnh đúng không anh em? Đúng không anh em? Ui, đặt kêu. Còn viên cuối cùng anh em ơi, Rồi, gà đạn ra bắn luôn nè. Bắn khỏi đường sạc luôn anh em ơi. Súng sạc cái nói cho này bị giảm sức mạnh luôn anh em. Giảm sức mạnh đáng kể luôn á. Mình bắn một viên không chết anh em ạ. Đấy, anh em thấy không? Một viên không chết, bắn hai viên thứ hai mới chết. Nói cho này bị giảm sức mạnh quá là mạnh luôn á. Giảm quá là nhiều luôn á anh em. Khá là yếu, anh em. Thì mình đang cầm một súng sạc không có skin nha. Đây cho mọi người. Đâu chạy xe trời ơi. Anh đi không đem đi xa mà mình cầm súng sạc chạy xe dí rồi sao chạy được anh em. Dí sao vậy? Anh em thấy thằng đồng đội địch cầm súng sạc anh em được chạy xe nha. Nó sạc anh em một phát mà không xuống xe kịp luôn á. Đâu chạy đâu mọi người. Ơi gà đạn. Ui quốc chảo luôn nè. Gà đạn cái bắn luôn nè. Mày chạy đâu mọi người, còn thằng cuối mày đây nè. Rồi gà đạn chơi mày luôn nè. Mày sạc tao mày bỏ sạc cho tao sạc mày nè con. Láo mày. Này thì sạc các bạn. Đi luôn anh em ơi, 13 kill chúng ta. Đấy thì trận nãy mình đai nữa mà. Ui chúng mày có mặt có người nè, đi luôn. Trận nãy mình xuống mình dập 4 thằng dí, chịu không nổi anh em ơi. Rồi xong. Ra đây một viên lên nóc luôn. Đứng ngay cái hàng rào nên là mình nhảy mình bắn được trơn anh em. Không có gì là khó hết. Quá non. Gạt đấm hít sọt. Úi trời ơi, đấm bay cái mũ nhỏ. Chơi bắn nhau nè mà. Chơi luôn, lên luôn mà, đẩy luôn, mình chân chơi mà. Chân chơi thứ thiệt mà, một game một thằng ngốc nè. AK-A94 bắn là bể đầu. Một viên vô đầu là chết một thằng. Đẩy luôn anh em ơi, đừng kêu anh chơi luôn nè. Đây nè, trời ơi. Mẹ, ba đạn vào đầu không vậy? Rồi ra đạn, hít sọt, lên luôn. Bay bên đây của người anh em ơi. Mày một viên, hai viên là nóc luôn. Mẹ này bắn hai viên mới chết nè mà. Súng sạc khá là yếu anh em, nhưng vẫn còn ngon nha. Nếu mà anh em sạc đầy cây thì anh em bắn hai viên có thể chết, một viên có thể chết mày nhưng mà hai năm thấy không, hai viên chết mới chết một thằng. Em có thể sạc đầy cây anh em có thể thì giết được một thằng á, còn sạc nhẹ ít ấy, thì hai viên có chết được nha. Đây trước mặt mình có người nè, chỗ choáng nè. Mày chạy đâu? Rồi chạy trước mặt anh em, nghe tiếng chân trước mặt nè, nghe luôn á nha. Mày hả mày, một viên nè. Ui gì đây, bắn súng tẻ hả bạn, chơi luôn các bạn ơi. Anh này nguy hiểm lắm nào, súng tẻ cũng nguy hiểm chứ không phải nguy hiểm đâu. Mày, đặt keo anh em ơi. Rồi sạc gà đạn xuống sạc, bắn chiếc cụ mày một viên nè. Rồi bên đây thằng mày chém tao, này thì chém nè. Lia luôn anh em ơi. Cụ này lia rồi, quá non. Tới ở đây có người đó anh em ơi. Lên đi nhà bắt đầu thủ canh nè. Rồi lú cái tay ra các bạn, cầm súng trường ra bắn nha anh em. Bắn nè, rồi yếu nào thì mình đẩy qua luôn nè. Yếu anh em mình không sợ đâu, rồi ra bắn không. Sạc luôn nè, một viên mà chết. Trời ơi quá non. Ở nhà mình đứng yên chứ một nín thinh không biết làm gì hết trơn thì sao mà sống được. Ơ xuống sạc mày á mày, láo á mày, này sạc của tao bên trái còn thằng anh em cũng được mình anh em. Chạy út máu rồi, để mình chơi con thời gian mình bơm cái bình hết nha. Đây trước mặt mình nè mày, một viên ô cái que sạc mày á mày, hai viên là nóc luôn nè.
đù láo các bạn, báo các bạn quay đi kiếm địch còn anh em ơi. À, kiếm địch còn bơm máu các anh em ơi, má không thấy ai mình bơm máu luôn nha. Gạt cái đó, chạy vô nhà, chạy vô nhà. Ui thế hai thằng luôn, ui trời ba thằng, ui trời đây nè, đặt keo nó rồi, chạy vô nhà. Bây giờ chơi cũng hẹp, kiếm cũng hẹp chơi nó nè. Mày hả mày, một viên rồi sao quá, không tới nha anh em. Ui sưng nữa, mày hả mày. Đây trước mặt mình nè, một viên rồi vô đầu headshot luôn, ui trời ơi. Ra đạn headshot, đây còn thằng nè. Ra đây bạn ơi, đặt keo nè anh em ơi, đặt keo gài đạn bắn luôn nè. Rồi gục luôn, gục 2 rồi, gục 3 anh em ơi. Còn thằng cuối biết đâu nữa, chắc cái sách dép chạy đi cứu quân đội chứ đâu. Mày hả mày, bò hả mày. Chạy vô tới đây anh em ơi, đây bên trái mình nè. Ui một viên nè. Ui dồi, hai viên không chết kìa, ở đâu. Không ai anh em, trời ơi sạc yếu vậy. Ui dồi, yếu nhưng mà trong tay đê khen này khác. Ui dồi, kêu chạy. Ui dồi, quá đông, hai ba thằng luôn. Ui dồi, đặt kêu nữa, chạy. Ui, bắn gì đâu vậy anh em. Trời ơi, bắn mấy viên, một máu. Ui dồi, mày hả mày, còn một máu đâu. Còn một máu. Má mình không có nắm là mình chết rồi. Tí hẹo anh em, mày hả mày, hai nè, nóc hai nè anh em. Má nó bắn cái gì mình ba viên, cái cầm mắt phẩy sao, sụt mình ba viên cái mình kiếm máu rồi. Ui trời, mẹ, ai chơi lại bạn. Đây, nghe tiếng chưa phải người anh em. Mày, đây. một sạc không thì chết, nhưng ba sạc cũng mới chết à. Phải xuống sạc bây giờ hơi bị si đa chứ mà hơi kỳ đấy, xuống sạc hơi giảm sức mạnh mình nhiều đấy, nhưng mà bắn mạnh nha. Mày nè, bắn sờ ca lơ nè, không gạt được em ơi. Nãy dưới nghe biết còn gạt được rồi, để mình két cho mọi người, để mình két ăn được cho, để mình ăn không ăn được thì mình ăn giùm cho anh ơi. Má có thằng trên nhà mình khó chịu quá á, giờ mình cứ ngồi trên đây thôi, trên nhà cho mẹ nó. Ê, trước mặt mình nè, chạy bo đi bạn ơi, hết tròn, ui trời, nắp 1 nè, nhưng mà ui bên kia bắn nè, đã đam nè, ui không được, á, thằng trên nhà nó kết mạng mình rồi, phải liền được chứ, má thằng trên nhà nó kết mạng mình rồi, mày, chạy đâu bạn ơi, gọi là keo anh em ơi, kể đi, giờ giết thằng trên nhà, mày với mày bắn nhau, không để gọi nó là kẹt, gọi nó thôi, nó tưởng không có ai, mình qua mình chơi luôn, rồi sạc nè, tùng, ê, không chết, ui má, con gì thứ hai chết, ui bên nhà kiếm người anh em. Bên nhà nhảy xuống nè, kêu nó nè. Này chạy bo với chúng tôi nè, chứ mặt người nè. Mày láo mày. Này thì kết hộ cái, má thằng trên nhà nó kết mình hai ba mạng luôn nha mọi người. Khó chịu thôi cái chứ. Bây giờ dưới nhà còn hai thằng nha. Má này hai thằng cuối luôn nè. Khó quá nha mà. Đây nhảy ra chân nè. Mày sạc đùng ui là kêu mày xịt như vậy. Đó là kêu lỗi anh em ơi. Chạy ra cửa tôi chạy luôn. Nè vô nhà. Ui giời nó sạc mình kìa. Ui trời ơi anh em ơi, kê góc. Dám vô không? À, bùm máu cái nè mà. Bùm máu cái, chạy góc khác. Mình nghe tiếng chân nó bên kia, gọi cái thằng nhảy vô nhà nha. Cái thằng nhảy vô nhà mình không biết dám chạy ra, mình bùm máu cái đã. Bùm máu cái nè mời. À, nó chạy ra không ta? Rồi qua rồi, bo thun tới nè. Ê đây, một viên nè. Sạc nè, hai viên là nó một mà. Ê còn thằng cuối đâu? Ôi, bo thun chết. Ôi, nó đâu rồi? Ê, rồi. À, xong anh em, cấp 2 à. À, mất tới 1 rồi. Phải chuẩn bị chứ anh em, bo đau quá thằng kia. Ôi, tới 1 nè. Ôi trời ơi, quá hên. Anh Niên kinh chết trước mình em ơi. Thì video đến đây kết thúc anh em ơi. Anh em xem video nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ Niên Khang nha. Bye anh em nha.